Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 11 sách kết nối bài 2 phần bài tập. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán 11 sách kết nối được thầy giáo đặt trong phần sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập 1.7. Sử dụng 15 độ bằng 45 độ trừ 30 độ. Hãy tính các giá trị lượng giác của góc 15 độ. Tính các giá trị lượng giác của góc 15 độ, tức là các em tính sin 15 độ, cos 15 độ, tan 15 độ, cotang 15 độ. Rồi, để làm bài tập này thì các em sử dụng các công thức mà chúng ta được học. Công thức cộng đối với cos, đối với sin, đối với tan. Và các em lưu ý, các em sử dụng sin alpha, tức là sin 30 độ bằng 1/2, cos 30 độ bằng căn 3/2 và tan 30 độ bằng 1/3. Sin 45 độ bằng căn 2/2, cos 45 độ bằng căn 2/2 và tan 45 độ bằng 1. Rồi, các em sử dụng những kiến thức này để chúng ta hoàn thành bài tập 1.7. Sin 15 độ thì 15 độ các em phân tích thành 45 độ trừ 30 độ. Rồi sin của 45 độ trừ 30 độ thì nó có dạng là sin của A trừ B. Sin A trừ B thì bằng sin cos trừ cos sin. Bằng sin này, cos này, trừ cos sin này. Các góc được viết theo thứ tự là 45 độ 30 độ, 45 độ 30 độ, 45 độ 30 độ. Được chưa? Sin A trừ B bằng sin cos trừ cos sin. Rồi, sin 45 độ bằng căn 2/2. Cos 30 độ bằng căn 3/2. Trừ đi cos 45 độ bằng căn 2/2. Sin 30 độ bằng 1/2. Rồi các em nhân vào. Căn 2 nhân căn 3 bằng căn 6. Trừ đi căn 2 nhân 1 bằng căn 2. Mẫu là 2 nhân 2 bằng 4. Tiếp theo là các em tính cos 15 độ. Cos 15 độ bằng cos của 45 độ trừ 30 độ. Thì lúc này biểu thức có dạng cos của A trừ B. Các em áp dụng công thức cos của A trừ B bằng cos cos cộng sin sin bằng này cos cos này cộng sin sin. Cos 45 độ bằng căn 2/2. Cos 30 độ bằng căn 3/2. Cộng với sin 45 độ bằng căn 2/2. Sin 30 độ bằng 1/2. Rồi. Căn 2 nhân căn 3 bằng căn 6. Căn 2 nhân 1 bằng căn 2 cộng với căn 2. Mẫu là 2 nhân 2 bằng 4. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là tính tan của 15 độ. Thì các em có thể sử dụng công thức là tan 15 độ bằng sin 15 độ chia cho cos 15 độ. Hoặc là các em sử dụng công thức khác. Rồi hoặc là các em sử dụng công thức tan của A trừ B. Tan của A trừ B. Tan 15 độ các em biến đổi thành tan của 45 độ trừ đi 30 độ. Biểu thức có dạng tan của A trừ B. Tan của A trừ B bằng tan A trừ tan B. Bằng tan A này trừ tan B này. Phần 1 cộng tan A này nhân với tan B này. Được chưa? Rồi trong đó A là 45 độ và B là 30 độ. Tan 45 độ bằng 1 trừ đi tan 30 độ thì bằng tan 30 độ bằng 1/3. Mẫu là 1 này. Tan 45 độ là 1 này. Nhân với tan 30 độ tức là nhân với 1/3. Rồi. Ta có căn 3 trừ 1
phần căn 3 cộng 1. Được chưa? Bây giờ các em chụp căn thức ở mẫu bằng cách nhân cả tử và mẫu với căn 3 trừ 1. Thì tử sẽ là căn 3 trừ 1 mũ 2. Mẫu sẽ là căn 3 cộng 1 nhân với căn 3 trừ 1. Rồi, căn 3 trừ 1 tất cả bình phương thì các em tính được kết quả bằng 4 trừ 2 căn 3. Căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1 bằng căn 3 tất cả bình phương trừ 1 bình phương. Căn 3 tất cả bình phương trừ 1 bình phương bằng 3 trừ 1 bằng 2. Rồi bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho 2 thì ta được tử là 2 trừ căn 3. Mẫu là 1. Vậy kết quả bằng 2 trừ căn 3. Tiếp tục các em tính cotang của 15 độ. Cotang thì bằng 1 chia cho tang và bằng 1 chia cho 2 trừ căn 3. Rồi. Nhân cả tử và mẫu với 2 cộng căn 3. Ta có tử là 2 cộng căn 3. Mẫu là 2 bình phương trừ căn 3 bình phương bằng 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng là 2 cộng căn 3. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.8 tính câu A. Cos của A cộng pi phần 6. Biết sin A bằng 1 phần căn 3 và A lớn hơn pi phần 2 nhỏ hơn pi. Rồi. A lớn hơn pi phần 2 nhỏ hơn pi. Pi phần 2 đây, pi đây. Tức là A nó thuộc cái khoảng này. Bất kỳ một cái điểm nào nằm trên cái cung này thì nó có khoảnh độ âm và tung độ dương. Khoảnh độ âm và tung độ dương. Khoảnh độ chính là cos, còn tung độ là sin. Khoảnh độ âm, tung độ dương, tức là cos âm sin dương. Cos âm sin dương. Vì A lớn hơn pi phần 2, nhỏ hơn pi, cho nên ta có cos âm, cos A âm. Sin A bằng 1 phần căn 3 nó dương rồi. Ở đây ta có cos A âm. Rồi từ công thức này, chúng ta sẽ suy ra cos bình phương A bằng 1 trừ sin bình phương A. Và từ đó chúng ta suy ra cos của A bằng cộng trừ căn bậc 2 của 1 trừ đi sin bình phương A. Nhưng do cos âm, chúng ta sẽ lấy trừ không lấy cộng. Tức là cos A bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ sin bình phương A. Được chưa? Và bằng âm căn của 1 trừ đi sin bình phương A. Sin A bằng 1 phần căn 3. Vậy sin bình phương A bằng 1 phần căn 3 tất cả bình phương. Bằng âm 1 phần căn 3 tất cả bình phương bằng 1 phần 3. 1 trừ đi 1 phần 3 bằng 2 phần 3. Vậy cos A bằng âm căn 2 phần 3 và bằng âm căn 6 phần 3. Được chưa? Rồi tìm được cos A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính cos của A cộng pi phần 6. Cos của A cộng pi phần 6 tức là cos của A cộng B. Cos của A cộng B bằng cos cos trừ sin sin bằng cos cos. Được chưa? Cos cos này trừ sin sin này. Các góc được viết theo thứ tự là A pi phần 6, A pi phần 6. Cos A cộng B bằng cos cos trừ sin sin. Rồi, cos A chúng ta vừa tính được bằng âm căn 6 phần phần 3. Cos pi phần 6 bằng cos pi phần 6 bằng căn 3 phần 2 trừ đi sin A. Sin A đề bài cho là bằng 1 phần căn 3. Được chưa? Nhân với sin pi phần 6. Sin pi phần 6 bằng 1 phần 2. Rồi bây giờ các em tính. Chia cả tử và mẫu cho căn 3. Thì tử còn lại là trừ căn 6. Mẫu còn lại là 2 nhân căn 3. Rồi trừ 1 phần 2 nhân căn 3. Rồi bằng
trừ căn 6 trừ 1 phần 2 căn 3. Bây giờ các em khử căn ở mẫu đi bằng cách nhân cả tử vào mẫu với căn 3. Nhân cả tử vào mẫu với căn 3. Trừ 6 nhân với căn 3 bằng trừ 3 căn 2. Trừ 1 nhân với căn 3 bằng trừ căn 3. Mẫu là 2 căn 3 nhân căn 3 bằng 6. Rồi các em đưa dấu trừ ra đằng trước thì ta có tử là 3 căn 2 cộng căn 3. Mẫu là 6. Tiếp theo là các em sang câu B. Tính tan của A trừ pi phần 4, biết cos A bằng âm 1 phần 3 và A lớn hơn pi nhỏ hơn 3 pi phần 2. Rồi, tan của A trừ pi phần 4 nó có dạng là tan A trừ B. Tan A trừ B. Muốn tính tan A trừ B thì trước hết là các em phải tính tan A trước đã. Tan B thì các em biết rồi. Tan B chính là tan của pi phần 4. Thì các em tính được, nó bằng 1, đúng không? Tan A chưa biết. Vậy đầu tiên các em phải tính tan A. Rồi trước hết là vì A nó lớn hơn pi. Điểm này là pi này, 0 này, pi này. A lớn hơn pi nhỏ hơn 3 pi phần 2. 0 này, 1 pi phần 2 này, 2 pi phần 2, 3 pi phần 2. Tức là A nó thuộc cái khoảng này. Bất kỳ một cái điểm nào mà nằm trên cái cung này thì nó đều có tọa độ là x âm và y âm. X âm này, y âm. X là cos, y là sin, tức là cos âm và sin âm. Vì A nó thuộc cái khoảng pi đến 3 pi phần 2 cho nên ta có sin A âm và cos A âm. Sin âm cos âm thì tan nó làm sao? Tan bằng sin chia cos. Sin âm cos âm thì tan dương. Được chưa? Tan dương. Từ công thức 1 cộng tan bình phương alpha bằng 1 phần cos bình phương alpha. Từ công thức này. Ở đây chúng ta biết là điều kiện để các biểu thức này có nghĩa thì cos A phải khác 0, đúng không? Cos A phải khác 0. Ở đây ta thấy này, A lớn hơn pi nhỏ hơn 3 pi phần 2. Nếu A bằng 3 pi phần 2 thì x bằng 0. X bằng 0 tức là cos bằng 0. Nhưng ở đây A nhỏ hơn 3 pi phần 2 thì chắc chắn là cos A nó sẽ khác 0. Như vậy là các biểu thức này nó có nghĩa rồi. Chúng ta chỉ việc tính thôi. Ta suy ra tan bình phương. Tan bình phương A sẽ bằng 1 phần cos bình phương A trừ đi 1 bằng 1 phần cos bình phương A. Cos A bằng âm 1 phần 3 bình phương lên. Tức là âm 1 phần 3 bình phương lên. Rồi, trừ đi 1. Âm 1 phần 3 bình phương bằng 1 phần 9. 1 chia 1 phần 9 bằng 9. 9 trừ 1 bằng 8. Tan bình phương A bằng 8. Vậy suy ra tan A bằng cộng trừ căn bậc 2 của 8. Nhưng do tan A dương. Tan A dương. Như vậy chúng ta chỉ lấy cộng chứ không lấy trừ. Chúng ta chỉ lấy cộng chứ không lấy trừ. Vậy suy ra tan A bằng căn 8. Lấy tan A bằng căn 8. Căn 8 bằng 2 căn 2. Được chưa? Vậy tan A bằng 2 căn 2. Rồi biết tan A rồi, biết tan B rồi thì chúng ta sẽ tính tan của A trừ B. Tức là tính tan của A trừ pi phần 4. Ta có tan của A trừ B bằng tan A trừ tan B phần 1 cộng với tan A tan B. Rồi tan A bằng 2 căn 2. Tan pi phần 4 bằng 1, ta trừ đi 1. Mẫu là 1. Tan A bằng 2 căn 2 nhân với tan pi phần 4 tức là nhân với 1. 2 căn 2 trừ 1. Để khử căn thức ở mẫu thì các em nhân cả tử vào mẫu với 2 căn 2 trừ 1. Tử là 2 căn 2 trừ 1 nhân 2 căn 2 trừ 1 bằng 2 căn 2 trừ 1 mũ 2.
mẫu là 2 căn 2 trừ 1 nhân 2 căn 2 cộng 1. Được chưa? Rồi. 2 căn 2 trừ 1 tất cả bình phương ta tính được bằng 9 trừ 4 căn 2. Mẫu bằng 7. Được chưa? Rồi, như vậy đây chính là kết quả cuối cùng. Thì bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.